Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, quyền Phú Tân đã tổ chức nhiều hoạt động lọc ghép thiết thực, thu hút sự quan tâm và tham gia của các tổ chức và xã hội về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng bạo lực, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới Quyện phú tân tập trung tuyên truyền trực quan và trên hệ thống đài truyền thanh như trơ băng ron khẩu hiệu apic tin bài chung mục phát thanh bên cạnh đó các ngành có liên quan cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới các trường lồng ghép tuyên truyền nhóm sinh hoạt câu lạc bộ về kỹ năng sống kỹ năng tự phòng vệ các hành vi bị xâm hại cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở Tổ chức truyền thông cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng trẻ 5 tuổi cho phụ nữ tại cộng đồng.